Đây các bạn, đây là những cái hộp kẹt mà mình đã gửi bên chỗ công ty In Tân Phú Phong nè. Thì cái này gọi là cái liên kết in, tức là cái công ty In Phú Phong này nè, tức là họ là bên một cái công ty lớn, họ in bằng về offset. Thì đối với mình ấy, thì lúc trước những cái hộp kẹt một hai hộp mình có thể mình in ở tiệm, ở tại cái cơ sở của mình. Tuy nhiên là do các bạn biết là khi mà làm cái chất lượng cái hộp kẹt nó không có được đẹp. Thứ nhất là mình sử dụng cái máy in phun á, thì cái màu nó không có được đẹp, và thứ hai nữa là nó in trên cái loại giấy mà mình in hai trên loại giấy in ảnh hoặc là trên giấy cuốn xe thì nó lại nó cái chất lượng nó không có được tốt, nó lâu ngày nó sẽ bị giống như là nó bị nhòe, bị nó bị cái làm giống như là cái kẹt nó không có chất lượng. Do đó đối với những cái khách hàng mà tới bây giờ tới mình thì mình hay tư vấn cho họ là làm luôn lần 5 hộp. Thì ở đây ví dụ như 5 hộp này thì trừ chi phí đi, trừ chi phí đi thì khách hàng cái giá cả khách hàng nó vẫn tốt. Ở đây mình không có nói giá, ở đây mình sẽ không có chia sẻ những cái giá cho các bạn, thì các bạn sẽ tự cân đối giá cho các bạn cảm thấy các bạn làm thấy lời được là được, đúng không? Tại vì cái này là cái mình là liên kết, tức là mình sẽ làm, mình sử dụng cái phần mềm thiết kế trên Corel, mình thiết kế cái file rồi sau đó mình mới gửi qua Sky, sau đó mình mới gửi qua Sky cái file của mình đã thiết kế là mình cho công ty in, thì bên đó người ta sẽ nhận và người ta sẽ dàn file. Thì đối với cái kẹt này thì mình thấy ở chỗ công ty In Tân Phú Phong in rất là nhanh. Ví dụ như ngày trong ngày nay mình gửi thì chiều nay họ đã bình bài cho mình rồi, thì họ ghép bản in, là họ in bằng cách là ghép bản. Tại các bạn biết là trong cái bản kẽm nó rất là lớn ha, có rất là nhiều nội dung in trong đó, thì nó có một cái khúc trống nhỏ vậy này. Thì thông thường thì họ sẽ bỏ không, thì bây giờ họ sẽ ghép bản vào, họ sẽ bình bài sao mà trên cùng một loại giấy, và họ sẽ ghép cũ bài chúng ta vào. Như cái ví dụ như là cái kẹt visit thì họ sẽ ghép một cái bài như vậy, ví dụ như mấy chục đơn vị gì đó thì họ sẽ in ra một lần. Thì bởi vậy nên là khi mà mình in ghép như vậy thì họ vẫn tính cái giá sỉ cho mình rất là ok để mình kiếm lợi nhuận từ trên cái này nè. Do đó mình nói là khi mà các bạn mở tiệm photo thì các bạn nên học phần mềm thiết kế là gì. Thì khi mà mình không có photo thì mình sẽ có nhận được những cái mối như thế này để mình in liên kết, và mình vẫn kiếm được lợi nhuận cho nó. Ví dụ như nhiêu đây thì mình vẫn kiếm được khoảng 50 ngàn. Thì các bạn biết là chúng ta sẽ chỉ có bỏ công sức chúng ta thiết kế và chúng ta sẽ ăn chênh lệch là lại, còn những cái phần in thì bên nhà in sẽ tự lo. Tuy nhiên để làm liên kết với cái nhà in á, thì không phải là đơn vị nào hay là cá nhân nào cũng làm được, mà mình phải liên hệ với họ và họ phải coi thử là mình làm có đàng hoàng hay không. Tại vì họ sẽ cho mình công nợ là 1 tháng, và sau đó sau khi cuối tháng mình gửi hết bao nhiêu đơn hàng và những cái chi phí in của mình là bao nhiêu, và họ sẽ gửi cái một cái bản công nợ cho mình và mình sẽ chuyển khoản cho họ. Thì làm việc thì phải dựa trên sự uy tín lẫn nhau và làm, chứ không phải là đơn vị nào hoặc là cá nhân nào cái công ty người ta cũng cho chấp nhận, người ta cũng cho in liên kết này đâu. Do đó là khi các bạn làm thì các bạn nên liên hệ trực tiếp với công ty In Tân Phú Phong á. Đây nè, cái tên công ty này, các bạn lên trên mạng các bạn search công ty In Tân Phú Phong hay là In Tân Phú Phong com giống gì đó, thì các bạn sẽ lên đó sẽ có số điện thoại của anh Phong, các bạn liên hệ. Thì lúc trước cái tiệm mình đây thì sẽ có nhân viên của ảnh tới phát cái tờ rơi, và sau đó là mình có liên kết với ảnh. Thì mình làm lúc trước là mình còn in qua một cái liên kết khác nữa, và từ ngày mình làm việc với ảnh thì mình đã thấy công ty in này rất là ok, làm việc rất là nhanh. Nói chung là kể cả những cái tờ rơi các bạn gửi đi in thì trong vòng khoảng cũng cách 1 ngày thôi là có. Ví dụ như chuyện ngày nay gửi file thì ngày mai họ bắt đầu in, là chiều mai họ đã gửi xe trả ra trình xe cho mình rồi, và sáng mốt là mình nhận, tức là cách 1 ngày thôi là đã có thôi. Rất là ok. Và khi mà mình làm một cái tiệm photo mà mình làm được những cái này thì nó vẫn có những cái thu nhập, nó vẫn có những cái thu nhập nhất định cho các bạn. Nếu mà các bạn hàng tháng ấy, mà các bạn có nhiều cái đơn hàng thế này nè, nhiều đơn hàng kèm visit hoặc các tờ rơi ấy, thì mình nghĩ cái thu nhập của bạn cũng 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 được kha khá, cũng được kha khá. Tại mình chỉ có bỏ công mình ra thiết kế thôi, thì mình nghĩ đó là một trong những cái chương trình liên kết mà mình cảm thấy nó rất là tốt cho các bạn. Nếu mà các bạn, tại các bạn biết mà, khi mà các bạn mở một cái tiệm photo mà chỉ có photo không thôi thì nó không có đủ chi phí đâu, nó không có đủ chi phí cho các bạn để các bạn làm. Thì có báo các bạn phải làm nhiều cái dịch vụ, giống như là biến cái tiệm của mình thành một cái tiệm tạp hóa vậy, tức là những cái dịch vụ gì cũng có. Thông thường các bạn sẽ để ý là những cái tiệm, tại sao những cái tiệm mà photo người ta
Phú phát triển mạnh thì người ta, các bạn thấy là người ta sẽ in những cái hóa đơn bán lẻ, hóa đơn offset, in card visit cũng rất là nhiều, tại vì đó là những cái mối hàng mà cảm thấy lợi nhuận nó rất là, cũng rất là tốt. Chứ còn nếu mà photo, nếu một ngày mà các bạn photo một thùng giấy thì cho nó tầm khoảng 500.000 thì trừ hết một nửa tiền là giấy rồi, một nửa tiền là chi phí giấy, và một còn trong đó còn nửa lại thì bao gồm là điện nước, nhân công và lợi nhuận của mình. Đây nè, đây các bạn thấy in trên cái card visit chất lượng nó rất là tốt, tại vì cái card visit này người ta đã kém một cái lớp màng nữa ha, kém một cái lớp màng, thì do đó là, tuy nhiên cái này mình vẫn giải thích cho khách hàng là nó ở cái mức độ nó không phải là chuẩn lắm. Đôi khi các bạn sẽ thấy là những cái card visit mình thiết kế ra nhưng mà khi mình in nó hơi lệch màng một chút, tại vì khi đó người ta bình bày trên những một cái tấm bản kẽm thì nó sẽ cũng theo cái hệ màu CMYK. Đôi khi các bạn gửi những cái file mà nó thuộc về hệ màu RGB, tức là hệ ba màu, thì có thể là nhìn trên máy nó rất là sáng nhưng mà khi mình in ra nó sẽ lệch màu một chút. Do đó là khi khách hàng chấp nhận in bản ghép thì mình sẽ giải thích cho khách hàng làm sao là ở mức cái mức độ tương đối, chứ nó thực ra không giống được khoảng 100%. Tại vì khi mà với lại trong quá trình mà ghép bản á, ghép bài á, thì hồi nãy mình nói cái hệ màu CMYK đó, thì có những cái bài in trước, cái bài in nhiều á, tại vì cái bài mình in là cái bài mình in số lượng ít ha, thì mình in ghép, do đó phụ thuộc màu là phải phụ thuộc vào những cái bài in lớn, do đó có thể là ví dụ như màu xanh, nhưng mà cái bài in lớn hơi ngã vàng chút thì mình, thì cái cảm xích của mình nó ra nó hơi xanh ngã vàng một chút. Do đó là khi mà mình nhận những cái này là mình in ghép bản thì mình vẫn có những cái giải thích cho khách hàng làm sao khách hàng hiểu và khách hàng chấp nhận được. Thì thông thường những cái card visit này á, nó họ không có cần đòi hỏi phải chất lượng cao. Nếu mà cái card visit á, mà in ở chất lượng cao thì bắt buộc họ phải gửi riêng, in một cái bài riêng, và cái họ sẽ chịu cái bản kẽm riêng ha, một cái bản kẽm riêng thì cũng hết mấy trăm ngàn rồi, thì một cái bình bài đó in mà cái card visit như thế này nè thì nó hơi bị nhiều tiền. Nếu mà in mà đúng màu, đúng chất lượng, đúng tông màu, gọi là nhận diện thương hiệu luôn, thì in nó rất là mắc tiền. Do đó thì khách hàng nếu mà chấp nhận thì mình mới làm, còn nếu không thì chấp nhận thì họ in ghép bản. Thì khi mà mình mở tiệm photo ra, các bạn biết được phần mềm thiết kế rồi, đó là một trong những cái lợi thế rất là lớn. Thì trong tiệm photo các bạn biết là những cái tiệm photo mình có thể làm được những cái dịch vụ nè, kèm xích nè, tờ rơi, tờ gấp, bì thư, hóa đơn. Hóa đơn thì mình vẫn có thể liên kết ở trong những cái công ty in, như công ty in Tam Phú Phong này vẫn làm, hoặc là cái thẻ nhựa. Thì ở trong đó thì khi mà các bạn sẽ liên kết đó, thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái bản, gửi cho mình các bạn một số cái bản giá, thì các bạn sẽ dựa trên cái bản giá đó các bạn sẽ báo giá cho khách hàng, thì người ta sẽ gửi cái bản báo giá là giá sỉ cho các bạn, còn mình thì mình tính lại giá cho khách hàng làm sao các bạn cảm thấy lợi nhuận các bạn có đảm bảo được. Nếu mà những cái bạn mà thiết kế được, bạn có nhiều được nhận được nhiều mối cả với xích các tờ rơi hoặc là bì thư, phong thư đồ đó, những cái trong đó trong công ty nó rất là nhiều cái dịch vụ để mình làm, thì mình nghĩ là cái trong quá trình mình liên kết thì các bạn nên giống phải làm được nhiều cái dịch vụ thì các bạn mới thành công được và mới có ổn thu nhập ổn định. Chứ mình nghĩ mà nếu mà chỉ có bỏ máy photo không thì chắc chắn sẽ không có được, tại vì khi mình mở tiệm photo là giống như mình phải bắt một cái nhân lực mình phải thường xuyên ở 100%, chứ mình không có ý định mà mở một cái tiệm photo mà để làm thêm. Tiệm photo thì không có thể nào làm thêm được, khi mà các bạn đã có một công việc khác mà các bạn đang có ý định mở thêm nữa thì mình nghĩ tốt nhất các bạn đừng có nên mở, tại vì khi mà mình mở thêm thì mình không có đủ thời gian để mình đứng mình làm đâu. Nếu mình làm khách lẻ thì không bao nhiêu tiền hết ha. Đó, do đó là một số cái mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là khi mà các bạn mà mở tiệm photo, nếu các bạn nào chưa biết về phần mềm thiết kế thì các bạn hãy lên mạng các bạn học đi. Các bạn lên mạng các bạn mày mò các bạn học, có thể các bạn học 3 tháng 6 tháng rồi sau đó các bạn làm các bạn quen tay. Còn các bạn những cái mẫu card visit thì các bạn lên cái trang công nghệ thông tin Quảng Ninh .net hoặc là lên trên mạng các bạn sẽ thấy có những cái card visit, thì các bạn thấy mẫu nào đẹp thì các bạn về các bạn vẽ lại và các bạn thiết kế cho khách hàng. Thì đa số cái card visit mình bỏ công ra làm thì mình nghĩ là không cần phải quá cầu kỳ, chủ yếu là làm sao cho cái đầy đủ thông tin của khách hàng là được ha. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết ha. Hy vọng là các bạn mới hãy cố gắng đi học phần mềm thiết kế đi, rồi chúng ta sẽ làm được những cái này nè, và chúng ta sẽ liên kết với nhà máy in để chúng ta in những cái card visit thế này, những card visit này chất lượng. Rồi, video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc ha. Hy vọng là các bạn nào mà chưa có học phần mềm thiết kế thì các bạn cố gắng học đi, và các bạn đã mở tiệm rồi thì các bạn nên áp dụng
vào thì mình nghĩ là nó cái tiệm của bạn sẽ một ngày nó phát triển hơn, chứ các bạn đừng có chỉ có phát triển một cái lĩnh vực photo thôi thì mình nghĩ nó không có tốt. Chúng ta sẽ giống như đa dạng hóa cái dịch vụ của tiệm mình làm, mà khi khách hàng cần cái gì mình làm được hết. Mà mình trước tiên là các bạn phải học được phần mềm thiết kế, có thể bạn sử dụng phần mềm Photoshop, AI hoặc là Corel. Nếu các bạn mới thì các bạn nên học Corel thì cho nó nhanh hơn, tại cũng mình thấy Corel nó là cái lớp đơn nó dễ sử dụng hơn nhiều ha. Rồi hy vọng các bạn sẽ làm được những cái dịch vụ để phục vụ cho công việc của mình, và các bạn học được cái phần mềm thiết kế để phục vụ cho công việc của mình, để phát triển cái tiệm ngành nghề của mình. Các bạn phát triển làm sao mà cái tiệm của mình phải là photocopy in ấn, chứ đừng có photocopy không thì nó sẽ không, nếu mà chỉ có photo không thì nó sẽ thu nhập nó rất là ít. Do đó là chúng ta đã bỏ ra nhân công nhân lực để chúng ta phát triển, thì chúng ta mình nghĩ các bạn nên phát triển theo cái hướng về in ấn thì nó hay hơn. Hy vọng các bạn sẽ phát triển được cái tiệm của mình một ngày càng phát triển hơn. Video của mình tới đây là kết thúc. Hy vọng các bạn, nếu các bạn cảm thấy yêu thích video của mình thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Apico nhé. Còn nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Apico thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bado Apico và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình chia sẻ những cái video mới lên, các bạn là người đầu tiên theo dõi được video của mình. Và bây giờ xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.